một siêu phẩm vừa cập đến với shop của em luôn các chị ơi. Nhưng mà người thấy thì một cái chiếc đầm xòe thì cái yếu tố đầu tiên cho các chị mặc vô phải là đảm bảo được cái phần sang trọng nè, xinh đẹp nè, và thật là che nhiều khuyết điểm cho mình thì mình mới cảm thấy trở nên là xinh đẹp được, đúng không các chị ơi? Và chiếc đầm xòe em đang mặc trên người đây, các chị có thể thấy được thì nó sẽ rất là hoàn hảo. Một chiếc đầm phong xòe kiểu như là công chúa, và cái phần tay thiết kế cũng như là cái cách phối màu rất là xuất sắc các chị, nhìn vừa cổ điển mà vừa hiện đại đúng không? Và màu sắc nền chính là màu đen các chị nha, sẽ phối với lại là vải polyester rất là đẹp các chị. Lại gần cho mọi người xem nè, đây các chị thấy chất liệu vải ha, có co giãn cho mọi người luôn nha, và phía trên sẽ có cổ cho mọi người, nhưng mà cái chất vải là polyester cho nên nhìn nó không có bị cứng, nhìn nó rất là mềm mại và nhẹ nhàng nè các chị. Phía trên sẽ có một phối một cái nơ màu đen cho mắt chế nè, với lại phía dưới có bo chung ở đây, tay còn xòe và nó sẽ bo chung tạo được cái nét cổ điển cho cái đầm rất là nhiều. Em thấy đầm này rất là xuất sắc các chị. Và thêm một cái điểm nữa, sẽ có hai túi hai bên cho các chị. Đây, phong xòe rất là dễ thương nha, và có size cho mọi người nữa chứ. Chị nào mà khoảng dưới 60kg là em nghĩ mặc vừa đầm này hết. Phom dài qua gối lửng, mình mặc vô nhìn rất là sang các chị ơi. Và đây lại gần các chị coi thêm một lần nữa, phần cổ đây nha mọi người nha, rất là xinh đó các chị thấy rõ không? Vải mềm nè, co giãn, mặc rất là mát, phù hợp với lại những cái bữa tiệc quan trọng nè. Các chị mặc cái đầm này mà đi tiệc thì em nghĩ chắc chắn nó sẽ rất là nổi bật luôn. Rồi em quay một vòng cho các chị coi nha, đầm này thì em đang mặc trên người là cái size lớn cho nên nó hơi rộng một tí xíu. Rồi nhìn giùm em phía sau nha mọi người ơi, rất là dễ thương đúng không các chị? Và sẽ có size cho nên các chị nào mà em nghĩ hơi tròn người mặc vẫn rất là đẹp, che khuyết điểm hết trơn rồi các chị. Form xòe thì nó sẽ không có bị lộ bụng nè, và sẽ